Xin chào quý vị khán giả, chúng ta đang đến với nhanh được trực tiếp tại sân bóng đá Vì Nhân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cuộc so tài của các cầu thủ Trần Nguyễn và Minh Mẫn Minh Điền ở trong khuôn khổ trận đấu lượt về của cả hai đội bóng. Ở trong trận đấu này thì các cầu thủ Minh Mẫn Minh Điền sẽ thi đấu với trang phục sắc xanh và hiệp một này. Họ sẽ chơi giữ thành ở bên phía cánh phải trước màn hình nhỏ quý vị các bạn. Trong khi đó thì màu áo của các cầu thủ Trần Nguyễn là sắc vàng cam và chân dựng của Thành ở bên phía cánh trái. Các cầu thủ Trần Nguyễn là những người tổ chức sao bóng đầu tiên. Hiệp 1 của trận đấu lượt về giữa các cầu thủ Minh Mẫn Minh Điền và Trần Nguyễn cũng đã được bắt đầu. Xoay sở rất tốt vừa rồi của VT8. Nhưng đây là cơ hội cho các cầu thủ Trần Nguyễn. Người đang đi bóng đó là cầu thủ màu số 80. Không phải, đó là số 4 Tuấn Sport, lên bóng rất nhanh. Có cơ hội để dứt điểm. Bóng khá lập bập và nó đã được phá ra trước khi nó lăn qua vạch vôi. Một pha phá bóng rất nhanh kịp thời, đó là cú dứt điểm của Đát Đen. Nhưng vừa rồi thì bóng đã đi vào lưới của cao thủ Minh Mẫn Minh Điền. Rất đáng tiếc là các cầu thủ áo xanh đã để cho mảnh lưới của mình rung lên. Và đó là pha làm bàn của số 4 Tuấn Sport. Đã gặp những sự cố dành cho thủ thành số 1 tấn danh của Minh Mẫn Minh Điền. Có vẻ như gặp một sự cố thực sự dành cho người gác đền này. Đấu đang được tạm dừng và có vẻ như là cao thủ Minh Mẫn Minh Điền sẽ phải thay người bất đắc dĩ. Và thậm chí đó là vị trí gác đền. Tấn Danh đã không phải gặp một chấn thương và buộc phải rời sân khá sớm cho trận đấu này. Các cầu thủ Minh Mẫn Minh Điền để chấn giữ khung thành. Như vậy có vẻ như là cầu thủ màu số 23 của Minh Mẫn Minh Điền sẽ chấn giữ khung thành cho những phút sắp tới. Đó là Thịnh Que Xe. Với Minh Điền, tuy nhiên thì lúc này thế trận đang có chiều hướng hơi trùng xuống. Đây là trận đấu được đá dưới đầu buổi tối và thời tiết khá mát mẻ. Bầu Xuân Béo dứt điểm, sút rất căng, bóng bật ra rồi, không vào. Đó là bầu Xuân Béo và người đã bằng vào dứt điểm là Hữu Nghĩa. Một cú chớp thời cơ rất nhanh. Một pha có lẽ đó là tình huống đặt lòng của ông bầu số 7 bên phía Minh Mẫn Minh Điền. Thủ thành Cường Bom đã gặp bất ngờ trí này và sẽ theo rất sát với số 1 Minh Vương. Hiệp sau Hồng Minh. Tuấn Sport. Qua người của Tuấn Sport, đùa tốc độ của số 4. Tuấn Sport. Xuất sắc giành được số 4. Một pha đùa tốc độ mở máy ở phía cánh phải. Vừa rồi thì rõ ràng là số 4 Tuấn Sport đã vượt qua một loạt những cầu thủ bên phía Minh Mẫn Minh Điền. Nếu mà nói theo cách của dân chơi xe thì đó là xăng pha nhất. Hai thì mở tốc độ rất nhanh. Pha bóng tốt của trung vệ Bùi Trường. Xin vị là Bảo Trung. Lên bóng của Xuân Vinh cho cao thủ Minh Mẫn Minh Điền. Đó là Xuân Vinh. Hữu Nghĩa, khoảng trống rồi. Đây rồi, không lối về phía. Một hai cho Minh Mẫn Minh Điền và đó là pha dâng cao của hậu vệ cánh phải Hiếu Thường. Đội trưởng Hữu Nghĩa đã có một đường truyền rất tốt khi mà Hiếu Thường đứng chống trải ở phía cánh phải, không ai theo kèm cả. Và số 1 này đã giúp cho các cầu thủ áo xanh rút ngắn tỷ số
Còn 1-2. Quyền đá phạt góc sẽ được thực hiện bên phía cánh phải dành cho cao thủ Trần Nguyễn. Hiếu Thương. Và cắt bóng của Hữu Liêm. Đó là Hữu Liêm. Quyết định solo đột phá sút xa. Cú dứt điểm của Hữu Liêm đã khiến cho thủ thành Thịnh Que Xe buộc phải đổ người. Cầu thủ Trần Nguyễn ngày hôm nay họ đang rất sung sức. Ngày hôm qua thì Hữu Liêm cũng đã có một chuyến hành quân cùng với đội bóng của mình xuống Long An. Nhưng xem ra khi góp mặt trong trận đấu này, anh cũng đang tỏ ra rất mạnh mẽ. Đó sẽ là Lâm Ivanovic. Bình Vương không lỗ việt vị, thoát quá hay không vào. Cú dứt điểm quá hiền của Bình Vương. Và sau đó thì anh cũng đã phạm lỗi với cầu thủ phòng ngự đối phương. Vừa rồi thì Minh Vương đã có một pha thoát sướng khôn ngoan như thế nào thì tình huống bỏ lỡ của anh là trở nên đáng tiếc như vậy. Một pha cân bằng phương trình rất rõ ràng cho Minh Vương. Cuối cùng thì nó vô nghiệm. Cơ hội dứt điểm. Bóng chạm đúng vào chân của Cường Bồng. Vừa rồi là câu trả lời đến từ tiền đạo số 20 Xuân Khoa. Như vậy là cả hai cầu thủ vừa băng lên để dứt điểm hai tình huống liên tiếp chia đều cho hai đội đều đã không thể giành chiến thắng trước những người gác đền. Đây là Lâm Ivanovic lên bóng cho Trần Nguyễn. Lâm Ivanovic tiến về đà. Tuần nhà tốt của Lâm Ivanovic. Trận đấu vẫn tiếp tục. Trọng tài xác định đó là một tình huống can thiệp hợp lệ của cao thủ áo xanh. Nhưng trước đó là pha vặn sườn khá hay của số 7 Lâm Ivanovic. Tuy nhiên thì có đến hai cầu thủ của Minh Điền đã áp sát. Đường cầu bóng thì mà các màu sắc vàng cam đã lùi về khá nhanh. Trọng tài cho rằng lỗi của Tu Nguyễn. Tô Nguyễn là một cầu thủ đã từng ăn tập và anh có đủ kinh nghiệm để vào bóng ở tình huống vừa rồi. Tất nhiên là anh cũng đang có những phàn nàn đối với quyết định của trọng tài. Tuy nhiên là quyết định đã được đưa ra, đá phạt cho Minh Bẫn Minh Điền. Đánh đầu! Vào! Hữu Nghĩa lên tiếng. Đúng thời điểm, tỷ số 2 đều cho cao thủ Minh Bẫn Minh Điền. Một pha đá phạt thành công. Vừa rồi thì các cầu thủ hàng phòng ngự của Trần Nguyễn đã dành cho đội trưởng của đối phương quá nhiều khoảng trống và dứt điểm bằng đầu không ai theo kèm. Và nó đi vào góc xa khá hiểm hóc. Nếu như Hàn Việt Tú đại diện cho Thiên Hộ FC để cổ vũ Trần Nguyễn thì Lê Trung Hiếu cũng là đại diện cho 91 FC cổ vũ cho Minh Bẫn Bình Điền. Một trận đấu có những sự cổ vũ rất đặc biệt cổ cho các thủ Trần Nguyễn. Cơ hội đấy rồi. Sự điểm quá hiền của tài đen. Nó đi thẳng vị trí của thủ thành Thịnh Que Xe. Và tất nhiên là không có gì nguy hiểm. Hiệp 2 này thì cơ hội đã xuất hiện ít hơn. Về phía cho các chân sút của Trường Phú Nguyễn. Bật nhà tốt của Tú Nguyễn dành cho Long Đỏ. Cú Napoli. Lỗi rồi. Sẽ có đá phạt. Người vừa mang về quả đá phạt cho Trần Nguyễn đó là số 80 Cú Napoli. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Như vậy là cao thủ Trần Nguyễn sẽ và họ vừa xin còi cho tình huống đá phạt này. Hữu Liêm là người đang đứng trước bóng và có cả đá đen.
Chân trái rất nguy hiểm. Bóng vừa sượt qua trước khung thành của cao thủ Minh Mẫn Minh Điền. Cú sút điểm phối hợp giữa Hữu Liêm và Đa Đen. Sẽ có quả đá phạt góc. Rất nguy hiểm. Khung thành trống Hữu Liêm. Hữu Liêm dứt điểm quá nhẹ. Bóng đã được phá ra. Một pha bóng mà một lần nữa người đánh đóng thế Thịnh Quế Xe đã băng ra nhưng đâm bóng hỏng. Một pha bóng hơi lộn xộn trước khung gỗ của cao thủ Minh Mẫn Minh Điền nhưng rất may là Hữu Liêm đã giữ điểm hơi nhẹ. Và nó cũng kịp thời để cho các đội của Thịnh Quế Xe hỗ trợ. Và đến lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trận đấu giao hữu lượt về của cao thủ Trần Nguyễn và Minh Mẫn Minh Điền. Một lần nữa thì hai đội bóng cầm hòa nhau. Chỉ khác là lần này tỷ số là 2 đều so với lần trước là 3 đều mà thôi. Nhưng kết quả vẫn là hòa và có lẽ sẽ phải cần đến trận đấu thứ 3 mới ngã ngũ cho trận đấu hai đội bóng này hay chăng. Nhưng nó cũng là một trận cầu hấp dẫn nữa mà hai đội bóng đem đến cho cuộc so tài của buổi tối hôm nay. Và nó cũng là một hương vị mới nữa để góp phần vào các trận đấu giao hữu Fair Play tại thành phố Hồ Chí Minh. Thân mến, cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi xuyên suốt trong buổi tối ngày hôm nay. Đến đây thì anh Yên cùng với anh em ekip phải nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều và chúc quý vị một buổi tối ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.